cho sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Anh vừa tiến hành xây dựng bộ nhiễm sắc thể nhân tạo đưa vào các tế bào men, tổng hợp thành đống men nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Trong tương lai, đống men nhân tạo có thể sử dụng để làm vaccine, nhiên liệu sinh học và các hóa chất. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã xây dựng được những nhiễm sắc thể từ nấm men tổng hợp đầu tiên trên thế giới. Sự thành công của nghiên cứu này sẽ giúp ích cho ngành hóa chất công nghiệp, nhiệt liệu sinh học và đặc biệt là ngành y. Thay vì sao chép một cách tự nhiên, nhóm đã sáng tạo với những nhiễm sắc thể, xóa bỏ những gen không vừa ý và kết hợp chúng với một tế bào nấm men, giúp làm cho chúng có những khả năng mới mà loại nấm men tự nhiên không có. Với nhiễm sắc thể mới này, chúng sẽ được sử dụng để sản xuất ra một số loại thuốc hiếm, ví dụ như Artemisinin chữa sốt rét, hoặc cả một số loại vaccine như viêm gan B. Đây là một thành tựu lớn trong khoa học, vì đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể xây dựng được nhiễm sắc thể trên nấm men.